các bạn hãy dùng cái kỹ thuật tương tự nhé, để sắp xếp lại cái cột F và G này, diện tích và khối tích, lấy hai số sau dấu phẩy và bỏ cái thứ nguyên đằng sau đi. Bây giờ chúng ta sẽ sắp xếp các cái thông tin thống kê này theo cái mục đích riêng và sau đó tính tổng lại những cái con số mà chúng ta cần. Các bạn hãy quan tâm đến cái trường thông tin sorting, grouping, phân loại và ghép nhóm, edit. Ở QA bạn muốn phân loại theo cái gì? Theo mặc định nó đang sắp xếp theo tên của tầng cao. Vậy thì ở đây tôi sẽ sắp xếp theo cao độ mặt sàn, elevation at off, và chọn lựa chọn là ascending, nghĩa là tăng dần, là từ thấp đến cao. Để tính tổng, các bạn quay sang thẻ formatting. Đầu tiên là diện tích. Cái tham biến no calculation này các bạn chọn là calculate totals, nghĩa là tính tổng. Tương tự như vậy cho tham biến khối tích, cột G là volume ở đây ạ. Các bạn cũng chọn là calculate totals. Tuy nhiên, nếu mới chỉ chỉnh về calculate totals tại thẻ formatting thôi thì trong bảng thống kê nó chưa hiện ra đâu. Các bạn hãy quay lại thẻ sorting, grouping một lần nữa và nhấp chuột vào chọn grand totals, nghĩa là tính tổng. Ở đây tôi sẽ chọn là title and totals, nghĩa là gì? Cho phép ông ghi tiêu đề và tính con số tổng. Grand total ở đây tôi sẽ ghi là tổng diện tích này, khối tích sàn. Ok, như vậy các bạn để thấy cái cột A tầng cao này nó đã sắp xếp theo cái giá trị của cốt mặt sàn, đó là từ thấp cho đến cao như các bạn quan sát được trên màn hình. Và cái tham biến tổng diện tích khối tích sàn nó đã hiện ra ở đây. Ví dụ ở đây là diện tích mét vuông sàn là 2420,78 mét vuông và tổng khối tích của bê tông sàn đó là 479,19 mét khối bê tông.